Chào các bạn, như vậy thì sau khi xem cái video clip mà nhân bản cái series đầu tiên cho cái iPad Pro 9.7 á, thì bây giờ mình sẽ làm tiếp tục làm cái clip 2 này, là mình sẽ nhân bản cái số series đó cho cái iPad Pro 12.9 để xem cái allow của nó là dính cái allow nào các bạn ha. Rồi, các bạn thấy không, hai máy, ba máy, bốn máy gì đó nó cùng chung một cái số serial number. Thì ở cái clip đầu tiên các bạn thấy không, mình nói là lần đầu tiên mình làm cài allow cho cái iPad Pro 9.7, sau đó mình tiếp tục mình làm cho cái iPad Pro 12.9. Rồi, và mình cài cái allow lại, một cái allow khác cho iPad Pro 12.9, và mình lôi cái iPad Pro 9.7 ra, mình restore lại một cái nữa. Thì các bạn thấy lúc này cái iPad Pro 9.7 nó đang là Gmail, iPad Pro 12.9 nó là Outlook. Thì khi mà mình restore cái thằng 9.7 thì nó là dính allow của Outlook, các bạn thấy không? Có nghĩa là thằng allow nó sẽ hiểu cái số series này, nó sẽ cài allow cho cái lần mà các bạn active cuối cùng nha các bạn. Có nghĩa các bạn làm cái máy, xong rồi các bạn đăng nhập allow để đăng nhập cho cái máy đó, và các bạn cài allow cho cái máy đó, là cái allow đó là cái allow chính của cái series này. Rồi, thì ở cái clip 1 các bạn thấy không, sau khi mình đăng nhập cái allow Outlook vô cho cái 9.7 và mình cài lại cái Gmail cho nó, thì bây giờ mình quay trở lại cái thằng 12.9 này các bạn thấy không, mình sẽ đăng xuất cái allow Outlook trên này ra. Lúc này thì mình đăng xuất không được nữa, nó nhập mật khẩu chính xác vào đăng xuất, nhưng mà các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ báo lỗi là không thể liên hệ được với máy chủ, hoặc là máy chủ không xác định nữa. Có nghĩa là lúc này là cái allow lúc này nó đâu có còn của cái series này đâu, nên chúng ta không thể nào chúng ta làm được cái gì hết trơn á. Rồi không, nhập password vô chờ. Lúc này là ẩn ở trên server của nó, server Apple là nó đã hiểu cái series này đang kết nối với cái allow Gmail lúc nãy mình nhập bên cái 9.7 các bạn thấy không? Không phải xác minh. Thì lúc này thì bây giờ muốn test lại một lần nữa thì chúng ta chỉ có nước chúng ta đem đi, chúng ta restore thôi. Tắt nguồn đi, xong rồi nhấn home để cho nó vô recovery mode để restore. Để xem nó dính allow này các bạn thấy không? Rõ ràng là cái 12.9 này nó đang là Outlook, các bạn thấy rõ ràng Outlook đúng không? Thì mình sẽ tiến hành mình restore cho nó. Các bạn thấy dễ hiểu không? Thực ra nó cũng dễ hiểu, không có gì khó đó. Các bạn làm cái máy đầu tiên, các bạn cài cái allow vào. Rồi, sau đó các bạn làm tiếp cái máy thứ hai. Các bạn restore, nó sẽ hỏi cái allow và các bạn sẽ đăng nhập cái allow đó vào, đúng không? Thì lúc này là trên server nó thoát rồi. Thì lúc đó chúng ta tiếp tục chúng ta cài đặt một cái allow khác cho cái máy chúng ta mới làm á, thì cái allow mà chúng ta mới cài đặt thì chính là cái allow chính của cái series đó, phải không? Rất là đơn giản, dễ hiểu. Thì mình làm cái clip này các bạn coi chơi thôi, chứ mình khuyên các bạn làm mỗi máy nên một allow ha. Và ở cái thời điểm iOS 11 này chúng ta còn làm được, chứ còn lên iOS khác thì không biết Apple họ lock lại hay chưa. Còn thấy không? Rõ ràng không? Bây giờ khi mà restore lại thì nó đòi mình nhập cái tài khoản Gmail mà lúc nãy mà mình nhập cho cái iPad Pro 9.7 á. Thì giờ mình đăng nhập Gmail vào để mình kích hoạt cái máy này lên. Cái thời điểm mà mình đăng nhập như vậy nè là trên server allow off rồi, phải không? Lúc này là allow off rồi nè. Ở cùng thời điểm này mà xui có ai lấy số series này mà nhập vô là mình bị mất cái số series này luôn. iPad này rồi 12.9 Gen 2 các bạn ha. Thì cái cách mà để mà nhân bản cái series để mà active cho cái iPad ở iOS 11 .xxx thì nó đơn giản lắm. Các bạn chỉ việc lấy ổ cứng nó ra, bỏ vô ACT hoặc là WL gì đó, xong đó các bạn chọn chuyển nó qua thành 32 bit iPad 4 nè. Bây giờ mình sẽ chọn này, mình chuyển nó qua 32 bit nè. Có hai thao tác đơn giản thôi, WL giờ nó support full iPad rồi, đúng không? Rồi, dòng thứ hai là nạp boot cho nó underline á. Rồi xong, tiếp tục mình trở về iPad Gen 12.9 Gen 2, nhấn vào. Các bạn làm iPad nào thì các bạn chọn model iPad đó thôi, underline cho nó một phát. Rồi sau đó chúng ta query info nó ra để chúng ta thay đổi thông tin thôi, phải không? Rồi, ở thời gian đầu cái số series nó còn hiếm thì mới thực hiện cái hành động nhân bản này, nhưng mà bây giờ thì họ bán rẻ 200.000 diện cái series à. Cái đó các bạn cứ báo với giá khách cộng tiền cái series đó vào, cộng với cái công làm, cộng với cái rủi ro. Ví dụ như Su bạn mở ra hư màn hình cái rồi đền 5 triệu các bạn thấy không? Hay Su bạn mở ra cái khỏi tới khỏi lui cái chết men cái rồi không biết tìm đâu ra mà đền nữa, nên đừng có báo
đừng có phá giá thị trường các bạn ha, cứ làm đúng giá thôi, phải cộng thêm cái rủi ro của mình trong đó nữa. Rồi thì các bạn sẽ thay đổi cái thông tin mà bạn mới mua được là xong các bạn thấy không, sau đó các bạn restore là active vào bình thường thôi, nó hỏi allow thì nhập allow mình vô cài allow tiếp. Còn ở những trường hợp như là các bạn không có nhân bản, các bạn một series một máy thì active vào bình thường, và thời điểm nhưng mà active được thì các bạn nên cài allow khách vào liền, hoặc là các bạn cài allow các bạn vào để các bạn giữ cái series đó, khách tới thì các bạn thoát allow bạn ra và nhập allow khách vào. Rồi phải không, như mình là mình vừa mới thoát allow ra là mình lập tức mình cài allow của khác của mình vô liền, chứ đâu mình đâu có để để không đâu bạn ha, để không là sẽ bị mất cái số series này. Rồi như vậy mình sẽ tạm dừng cái clip này đây, cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công, hy vọng là qua hai cái clip này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái cách nhân bản số series cho một cái iPad ở thời điểm hiện nay là đầu năm 2018.